Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức họp bất thường vào thứ Hai ngày 26 tháng 8 để kiện toàn nhân sự cấp cao. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo vào chiều thứ Sáu ngày 23 tháng 8 như sau. Căn cứ quy định của hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường thứ 8 Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp sẽ diễn ra trong một ngày, bắt đầu từ 8 giờ thứ Hai ngày 26 tháng 8 năm 2024 tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Liên quan tới công tác nhân sự, ngày 16 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự, kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Hiện có một số chức danh trong chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính cần được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Kiện toàn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng. Đầu tiên là vị trí Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Vào ngày 3 tháng 8, ông Khái đã bị Trung ương Đảng cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Vào ngày 8 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật ông Khái. Và đến ngày 13 tháng 8, Bộ Chính trị công bố hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông. Nguyên nhân ông Lê Minh Khái bị kỷ luật được cho là liên quan đến dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng. Trong giai đoạn ông làm Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 4 năm 2021. Hiện ông Khái vẫn giữ chức Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, với việc ông không còn là Ủy viên Trung ương Đảng, có thể hiểu là việc miễn nhiệm ông sẽ sớm được thực hiện. Theo luật tổ chức Quốc hội 2014, Phó Thủ tướng là chức danh được Quốc hội phê chuẩn từ đề nghị của Thủ tướng. Do đó, việc bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng thì cần cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền, ở đây là Thủ tướng Chính phủ, trình lên Quốc hội để miễn nhiệm. Việc miễn nhiệm ông Khái cũng đồng nghĩa với việc cần bổ nhiệm một nhân vật mới để điền vào chỗ trống. Một vị trí Phó Thủ tướng khác cũng có thể cần được xem xét miễn nhiệm, đó là trường hợp ông Trần Lưu Quang. Trường hợp ông Trần Lưu Quang không liên quan đến vấn đề kỷ luật, mà là vào ngày 21 tháng 8, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức trưởng ban kinh tế Trung ương. Khả năng cao, ông Quang sẽ rời chính phủ và cũng cần Quốc hội phê chuẩn một phó thủ tướng khác thay cho ông Quang. Như vậy, có thể có đến hai phó thủ tướng được miễn nhiệm. Tuy nhiên, cơ cấu số lượng thành viên chính phủ và cụ thể là số lượng phó thủ tướng là do Quốc hội quyết định. Ví dụ, Quốc hội khóa 10, 11 và 14, chính phủ có tới 5 phó thủ tướng. Một số nguồn tin không chính thức từ Hà Nội nói với BBC News tiếng Việt rằng có khả năng cao Quốc hội sẽ phê chuẩn tới 3 tân phó thủ tướng và dự kiến chánh án Tòa án Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ được giao trọng trách phó thủ tướng. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê ở Quảng Ngãi và là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, có thể sẽ trở thành phó thủ tướng thường trực. Ông Hồ Đức Phước, sinh năm 1963, quê ở Nghệ An, sẽ thôi chức Bộ trưởng Tài chính và trở thành Phó Thủ tướng. Quốc hội cũng có khả năng bầu thêm ông Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1962, quê ở Hà Nội, làm Phó Thủ tướng và ông Sơn sẽ kiêm chức Bộ trưởng Ngoại giao. Bên cạnh các chức danh Phó Thủ tướng, ghế Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cũng đang cần được kiện toàn. Bộ trưởng hiện nay là ông Đặng Quốc Khánh. Tuy nhiên, ông Khánh đã bị Trung ương Đảng cho thôi chức ủy viên vào ngày 3 tháng 8, tương tự như trường hợp của ông Lê Minh Khái. Do đó, có thể Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Khánh và phê chuẩn người thay thế ông trong kỳ họp bất thường lần này. Một trường hợp nữa là việc Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long mới đây được bổ nhiệm vào vị trí Phó Thủ tướng. Hiện có hai khả năng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tư pháp hoặc sẽ có người mới thay thế ông ở ghế Bộ trưởng. Và việc bổ nhiệm Bộ trưởng cũng cần được Quốc hội phê chuẩn. Dự kiến, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh sẽ đảm nhận vị trí Bộ trưởng Tư pháp thay cho ông Lê Thành Long. Ngoài ra, nếu ông Nguyễn Hòa Bình làm phó thủ tướng, thì Quốc hội sẽ phải bầu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao mới. Dự kiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ông Lê Minh Trí sẽ thay thế vị trí của ông Nguyễn Hòa Bình. Liệu có thay Chủ tịch nước? Hiện ông Tô Lâm đang kiêm nhiệm hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đây có lẽ là tiền lệ mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại.
Vào năm 2018, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, ông Trọng cũng từng nắm giữ cả hai chức vụ, nhưng chỉ đến hết nhiệm kỳ Đại hội 12. Sau đó, tại Đại hội 13, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Thời điểm ông Trọng kiêm nhiệm hai chức vụ, câu chuyện nhất thể hóa, tức sáp nhập hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư thành một đã được đem ra bàn luận. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, từ sau trường hợp ông Lê Duẩn, Việt Nam đã tránh mô hình nhất thể hóa để tránh việc tập trung quyền lực quá nhiều vào một người. Vì vậy, có khả năng việc ông Tô Lâm kiêm nhiệm cả hai chức vụ như hiện nay cũng sẽ như trường hợp ông Trọng, tức chỉ là phương án tạm thời. Câu hỏi đặt ra là, liệu Việt Nam sẽ có tân chủ tịch nước sau cuộc họp bất thường của Quốc hội vào ngày 26 tháng 8 hay không? Theo nguồn tin của BBC, chức danh chủ tịch nước sẽ sớm được kiện toàn trước Đại hội 14, nhưng không phải trong kỳ họp bất thường ngày 26 tháng 8. Theo kế hoạch dự kiến, ông Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79 ở New York và thăm chính thức Mỹ vào khoảng cuối tháng 9. Ông Tô Lâm dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với tư cách là chủ tịch nước và dự kiến ông cũng thăm Mỹ với tư cách này. Do đó, từ đây tới khi ông Tô Lâm đi Mỹ, có thể sẽ không có sự thay đổi nào về chức danh của ông. Vì vậy, Quốc hội họp bất thường lần này khả năng cao chỉ tập trung vào nhân sự của chính phủ. Vào ngày 12 tháng 8, hãng tin Reuters dẫn lời một số quan chức Việt Nam và nước ngoài nói rằng ông Tô Lâm sẽ thôi chức chủ tịch nước khi Quốc hội họp thường kỳ vào tháng 10. Do đó, có thể chức danh chủ tịch nước sẽ được quyết định tại kỳ họp thường kỳ thứ 8 của Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và bế mạc trễ nhất là vào ngày 30 tháng 11.